Xin chào cả nhà, em là Lợi, hiện tại đang công tác tại chi nhánh Kia Mazda Bình Triệu. Và đây là cái tính năng để nổ từ xa trên chiếc xe Kia Sportage này nha quý anh chị. Thao tác rất là đơn giản, quý anh chị làm theo hướng dẫn như video nhé. Nhấn có cửa hai lần, nhấn giữ nút hôn giùm em tầm khoảng 5 giây thì xe sẽ tự động đề nổ. Nếu mà quý anh chị muốn tắt thì quý anh chị nhấn lại nút hôn này giùm em thì xe sẽ tự động tắt thôi. Rất là đơn giản nha. Và tiếp theo đây là cái tính năng lên kính xuống kính bằng chìa khóa khi đã tắt máy. Quý anh chị chỉ cần nhấn giữ nút mở cửa thì kính sẽ tự động xuống và mình sẽ nhấn cái nút khóa cửa thì kính sẽ tự động lên. Đấy, nhấn giữ nha. Thao tác rất là đơn giản nha quý anh chị. Tính năng rất là hay trên chiếc xe Kia Sportage này. Trước mắt quý anh chị đây là phiên bản 1.6 turbo tăng áp, phiên bản Signature là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe Kia Sportage. Thì con này là 2023 và giá của nó đang được ưu đãi rất là lớn. Nhân dịp lễ 34 một năm thì con này chỉ còn lại, nếu mà quý anh chị lăn bánh trong thành phố Hồ Chí Minh đâu đó tầm khoảng 1 tỷ 100 triệu thôi nha quý anh chị. Khi mà quý anh chị liên hệ trực tiếp với bên em sẽ hỗ trợ thêm cho quý anh chị về quà tặng và tiền mặt nữa. Nếu mà quý anh chị lăn bánh ở tỉnh thông thường nó sẽ rẻ hơn những tùy thuộc vào tỉnh nha. Nếu quý anh chị muốn biết chính xác thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em. Đối với chiếc xe này, khi mà quý anh chị mua trả góp qua ngân hàng, bên em sẽ bao đầu hồ sơ vay, thủ tục rất là đơn giản, chỉ cần chuẩn bị cho em căn cước công dân của hai vợ chồng, giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận độc thân, phần còn lại bên em sẽ hỗ trợ lo cho quý anh chị nhé, nên quý anh chị cứ yên tâm. Rồi, em sẽ đi sâu vào chi tiết của chiếc xe này nó trang bị những gì nha. Đối với chiếc xe này, nó sẽ trang bị cho quý vị cụm đèn pha là full LED và nó có đèn LED chạy ban ngày được thiết kế theo dạng boomerang nhìn rất là ấn tượng. Xe sẽ được trang bị cho mình là camera 360 độ có 4 cảm biến ở phía trước, tích hợp thêm radar giúp cho người lái có thể nhận biết và phát hiện được vật cản khi mà mình di chuyển. Đồng thời khi có vật thể vật cản di chuyển cách ngang, nếu mà người lái không chủ động ra phanh thì xe sẽ chủ động phanh cho mình để đảm bảo lái xe một cách an toàn. Đối với phiên bản Signature này thì mới có cái tính năng phanh an toàn chủ động này thôi nha quý anh chị. Còn những cái phiên bản mà không phải là Signature thì nó sẽ không có cái tính năng này à. Rồi. Đối với chiếc xe này thì ngoài về thiết kế hoàn toàn mới thì cái tính năng đi địa hình của chiếc xe này cực kỳ tốt và rất là tiết kiệm nhiên liệu. Xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là khối động cơ là 1.6 turbo tăng áp, công suất phát ra của nó là 177 mã lực và đi đôi với nó là hộp số tự động 7 cấp nên khả năng xăng số vận hành nó cực kỳ êm dịu và mạnh mẽ. Với cái khối động cơ như này thì chiếc xe này đi địa hình cực kỳ tốt vì nó là chuyển động hai cầu bốn bánh toàn thời gian nha và nó sẽ có nút khóa V-Sai luôn. Xe sẽ được bảo hành cho mình là 5 năm hoặc là 150.000 km tùy theo điều kiện nào tới trước. So với những hãng khác thì cái chế độ bảo hành nó tốt hơn khoảng 2 năm, ở một số hãng xe khác nó chỉ bảo hành cho quý anh chị là 3 năm hoặc là 100.000 cây thôi. Nhưng riêng đối với Kia Sportage về cái bảo hành để khẳng định về chất lượng thương hiệu thì cái con Kia Sportage nó sẽ hơn hẳn so với các đối thủ nha. Xe sẽ được trang bị cho mình là bộ mâm đúc hợp kim, đường kính mâm của nó là 19 inch, vỏ thì đang sử dụng là vỏ Continental của Đức. Cả 4 phanh thì đều sử dụng là hệ thống phanh đĩa và nó sẽ có hệ thống chống hố cứng phanh ABS giúp người lái có thể tránh được vật cản khi mà mình di chuyển. Đồng thời tích hợp thêm hệ thống phân phối lực phanh điện tử BD tăng thêm hiệu quả phanh. Xe sẽ được trang bị cho quý chị là 4 cảm biến số lốp cho biết được tình trạng vỏ khi mà mình di chuyển. Gương chiếu hậu thì gập điện chính điện và tích hợp đèn báo rẽ trên xe và nó sẽ có cảnh báo điểm mù và hỗ trợ tránh va chạm điểm mù ở trên gương luôn nha. Rất là hiện đại đấy. Nội thất của chiếc xe này như quý chị khi mà mình mở cửa ra mình rất là ấn tượng với cái màu da bò như này. Và ghế của nó là ghế tài đều là chính điện hết nha. Xe chạy trên 20 km/h thì xe sẽ chủ động lóc cửa ra, là một cái tính năng an toàn khá là hay. Ngoài ra thì xe sẽ có trang bị cho quý chị là nhớ ghế hai vị trí. Lên thao tác rất là đơn giản quý chị, chỉ cần lên xe điều chỉnh tư thế phù hợp với lại tư thế của mình, nhấn giữ cái ghế số 1 thì lưu vị trí người lái đầu tiên, người lái thứ hai mình sẽ làm tương tự như vậy, điều chỉnh ghế phù hợp với tư thế của người lái thứ hai và mình nhấn giữ cái nút số 2 đó là được đấy. Rồi, xe sẽ được trang bị cho quý vị 8 loa. Loa này loa ha mang cái đình âm thanh nghe rất ấm rất chắc. Nếu có điều kiện em sẽ mời quý chị lên showroom bên em xem xe để mình trải nghiệm những cái điều tuyệt vời trên chiếc xe Kia Sportage này nha. Xe sẽ được trang bị cho quý chị là màn hình hiển thị đa thông tin LCD 12.3 inch và màn hình giải trí EVN 12.3 inch và nó là một cái mặt liền với nhau uốn cong và nó sẽ hướng về phía người dùng để thao tác cho mình đơn giản. Vô lăng sẽ được bọc da và tích hợp những nút điều khiển âm thanh, chế độ điện thoại nghe gọi rảnh tay, đặc biệt là cái tính năng giới hạn tốc độ
Smart Rule Control hỗ trợ giữ làn đường, giữ khoảng cách với xe phía trước, phanh an toàn chủ động, hỗ trợ tránh va chạm điểm mù. Đấy là những cái hệ thống an toàn nằm trong gói tiêu chuẩn cao cấp ADAS hỗ trợ cho người dùng để đảm bảo người lái xe trên xe được an toàn cũng như là người đi đường an toàn nha quý anh chị. Xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là 4 chế độ lái Eco Normal Sport đấy, và nó sẽ thay đổi theo cái giao diện của màn hình luôn nha quý anh chị. Màn hình này rất là nét, rất nét và rất là sắc nét luôn. Ngoài ra thì xe sẽ được hỗ trợ cho quý anh chị là tay lái này, tay lái trợ lực điện nên mình sẽ chọn được chế độ lái và nó sẽ có lại chỉnh số trên vô lăng, gạt mưa tự động, đèn pha tự động bật tắt theo ánh sáng và có tương thích thông minh. Với cái màn hình giải trí EVN 12.3 inch này thì quý anh chị sẽ có những cái thao tác rất là tiện trên cái màn hình này, và nó sẽ có cảnh báo tốc độ này cho biết được cái đoạn đường đó mình chạy tốc độ bao nhiêu, nó sẽ có nha. Và nó sẽ có kết nối Apple CarPlay và có kết nối Android Auto. Nếu mà quý anh chị muốn sử dụng cái màn hình này như cái màn hình Android thì mình mua cái cục Android Box để mình chuyển đổi thành màn hình Android để mình thao tác cho nó mình dễ dàng nhé, không cần phải độ chế, chỉ mua thêm một Android Box được thôi. Đấy, rất là đơn giản và bên em sẽ có hỗ trợ tư vấn cho mình thêm cái phần đó nhé. Đấy, cũng là cái nút điều chỉnh nhân, khi mà quý anh chị kích lên mũi tên phía trên thì sẽ là điều chỉnh âm lượng, và nếu quý anh chị kích vô cái quạt nó sẽ là điều chỉnh nhiệt độ. Xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập nha. Nó sẽ có sạc không dây, sạc này chuẩn IQ và nó có tản nhiệt luôn. Quý anh chị biết khi mà sạc điện thoại bằng sạc không dây nó rất là nóng, nhưng con này nó có tản nhiệt luôn. Cổng sạc là cổng Type-C nha quý anh chị, có cổng 12V, khởi động start stop bằng một lần nhấn. Có sưởi ghế làm mát ghế, sưởi vô lăng luôn. Và đây là bố trí khu vực cần số được thiết kế nhìn rất là đẹp, đặc biệt nổi bật với cái cần số điện tử thiết kế theo hình núm xoay. Quý anh chị thường thấy trên những dòng xe cao cấp của Mercedes, của Audi thì mới trang bị, nhưng mà đối với Kia Sportage này đã được trang bị và nhìn rất là sắc sảo nha. Xe sẽ có tính năng là hỗ trợ đổ đèo Auto Hold. Cái Auto Hold này nó như là cái khởi hành nâng dốc, nhưng mà nó sẽ giữ cho xe khi mà mình dừng xe thì tự động nó sẽ phanh tạm thời nhé. Mình muốn cho xe di chuyển thì mình phải mồi ga lên thì xe nó mới di chuyển nha. Đấy. Ngoài ra thì xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là gương chiếu hậu chống chói, cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Cái cửa sổ trời này ngoài cái tính năng là để mình làm thông thoáng không khí ở trong xe thì nó cũng là một cửa thoát hiểm, khi mà xảy ra sự cố thì mình có thể thoát hiểm qua cái cửa sổ trời ở phía trên. Đây cũng là một tính năng rất là hay nha, nên là có nó cũng là một cái cơ hội để cho mình thoát thân khi mà xảy ra sự cố, cũng rất là hay luôn nha quý anh chị. Rồi, một lần nữa thì quý anh chị có thể coi lại cái phần bố trí phần nội thất giùm em. Quý anh chị thấy là xe được trang bị những cái tính năng vô cùng hiện đại đến xem. Và đây là phần đuôi của chiếc xe, quý chị sẽ thấy được đuôi của chiếc xe được thiết kế nhìn rất là hiện đại, đặc biệt là cụm đèn hậu của nó là dạng LED được thiết kế theo hình chân lá trông rất là ấn tượng. Phía trên còn trang bị cho quý chị là ba ga mui và vây cá mập. Đấy, so với các đối thủ cùng phân khúc như là Tucson hay so với là Touring thì Kia Sportage nó hơn hẳn về thiết kế, về những cái tính năng an toàn trên chiếc xe. Xe sẽ được trang bị cho quý chị là cảm biến lùi và tích hợp thêm camera lùi để giúp cho người lái lùi và đổ xe một cách là an toàn nhất ạ. Và đây là khoảng không gian cốp của chiếc xe. Với cái khoảng không gian này thì quý anh chị sẽ để được rất là nhiều đồ, đặc biệt là mình sẽ để được là gọi đánh gô này, nuôi em bé và những cái vật dụng khác nha quý anh chị. Đặc biệt là nó sẽ có lớp tấm, lớp cốt chống thấm để mình để hàng tươi sống, nó không bị thấm vào bên trong vôi hôi cho chiếc xe của mình. Ở phía dưới thì sẽ còn được trang bị cho quý anh chị là bộ mâm siêu cua và bộ đồ nghề tiêu chuẩn. Đấy, mâm này là mâm đúc hợp kim và nó dùng chung với lại bốn mâm ở ngoài nha. Mình sẽ đỡ về cái chi phí khi mà xe xảy ra sự cố hư mâm. Ở một số hãng xe khác thì quý anh chị sẽ bỏ ra số tiền để mà mình thay cái mâm đó, nhưng mà đối với Kia Sportage thì nó sẽ trang bị sẵn cho mình để cho mình đỡ phải tốn chi phí khi mà xảy ra sự cố nha. Và đây là khoảng không gian ở hàng ghế thứ hai. So với các đối thủ cùng phân khúc thì ở hàng ghế thứ hai của con Kia Sportage nó sẽ có cái độ ngã rất là thoải mái, gần như là 128 độ để đảm bảo cho tài xế cũng như là người ngồi trên xe có cái cảm giác rất là thoải mái để đi trên những cái tuyến đường xa nha quý anh chị. Đấy. Và đặc biệt thì ở mỗi lưng ghế thì đều sẽ có trang bị cho quý anh chị là cửa gió điều hòa, hai cái cổng sạc ở trên lưng ghế, sạc là sạc Type-C nha, nó sẽ cập nhật theo cái xu thế bây giờ. Đấy. Quý anh chị sẽ nhìn lên cái khoảng không gian ở cái hàng ghế đầu tiên này, mình sẽ thấy được là cái khoảng không gian rất là đẹp và nó sẽ hướng vô người dùng khá là nhiều để cái cho người lái xe để thao tác rất là dễ dàng. Ở phía sau nó sẽ có tựa đầu nha quý anh chị,
Và khi mà mình đi bốn người, mình sẽ kéo cái bệ tì tay này xuống để mình để ly tách và mình gác tay. Nó sẽ tạo ra chúng ta có cái cảm giác là thoải mái. Đấy, rất là tiện lợi nha. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của em. Nếu thấy video của em hay, hãy like, subscribe kênh giúp em nhé. Xe này là xe 2023 nên là giá nó đang thấp hơn so với 2024 rất là nhiều. Nên quý anh chị chủ động liên hệ em nhé.